cầu lịch sử cho đội tuyển Việt Nam khi lần đầu tiên công nghệ VAR được lắp đặt trên sân Mỹ Đình bởi các chuyên gia đến từ Vương quốc Anh. Thiết bị tạo hiệu ứng khán giả ảo cũng được lắp đặt nhằm mang đến không khí cuồng nhiệt trên sân. Người xem qua truyền hình có thể được nghe âm thanh mô phỏng tiếng cổ vũ của khán giả thông qua phần mềm kỹ thuật Virtual Gone. Vâng, thưa quý vị, đây cũng là lần đầu tiên chảo lửa Mỹ Đình dán bóng khán giả. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ không hề chiến đấu đơn độc bởi luôn luôn có hàng triệu triệu người con đất Việt luôn bên cạnh ủng hộ hết mình. Quý khán giả có thể ở nhà và đồng hành cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1 trong ít phút tới. Trận đấu sẽ được chúng tôi tiếp sóng trực tiếp ngay sau chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dù bạn là ai, thử thách luôn đón chờ. Red Bull tiếp năng lượng tích cực khơi dậy nội lực. Hút tung thách thức, Red Bull năng lượng tích cực khơi dậy nội lực. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trận đấu thứ hai trong hành trình lịch sử của bóng đá Việt Nam tại vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ mạnh là đội tuyển Australia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Australia. Đây cũng là trận đấu thứ hai của hai đội ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở lượt trận đầu tiên thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta rất tiếc là đã để thua 1-3 trước Ả Rập Xê Út trong thế trận mà chúng ta đã khởi đầu rất tốt và có bàn thắng dẫn trước do công của Quang Hải. Trong khi đó cao thủ Australia đã có màn ra quân rất thành công khi vượt qua đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-0.